phải qua Sài Gòn hay bay thẳng? Bay thẳng. Đây cái nhà nó xây như đường này nó hiểu không ạ? Ngoài được cái nó xuống cái là cái chỗ mà vệ sinh công cộng với các thứ ấy nhỉ, nó sạch sẽ mà đi đâu cũng không sợ gì đấy. Đây ông Tuấn ông Minh dẫn đi vào bay quốc tế trước. À, bay nội địa. Là T1. Bây giờ mình sang T2 đúng không? Vâng, bây giờ quốc tế sang T2. Đây này, nếu mình vào T2 nhá là mình phải rẽ lối này. Vâng. Tí nữa mình ăn phở tít trên kia mình rẽ tay trái, mình lên. Phải đáp về phải đáp lên cái rẽ đường nhé. Vâng. Bác toàn tác phong bác cũng nhanh nhẹn lắm. Muốn nhất là 7 rưỡi nhưng mà còn cái 7 là 10 mình ở đấy cơ. Nhá. Vâng. Hẹn thế là mai tôi thức từ nhà ông nước thức về là nằm chờ đến sáng đi muộn đấy. Chả không nghe gì. Không có nhà nước thì xuống nhà bác thì bao nhiêu đâu có mỗi đoạn đường nữa mà. Chẳng không nghe nhà nước thì tóm lại toàn bộ trên đường về hết. 4 rưỡi dậy cho mèo ăn tưới cây cho mày chờ đi thôi. Nếu có người tác phong hết bao giờ là dậy chứ bây giờ nó mất nhiều rồi chắc nhá. Bọn em làm rất là quen rồi. 4 giờ phát là đã dậy được ngay. Mặc dù 2 giờ đêm đi qua qua những thằng nào đi muộn 1 phút được đi sổ luôn. 4 giờ đến 4 rưỡi là dậy rồi, không bao giờ quá đấy là có lời hẹn. Cho nên là bao nhiêu trận bóng đá tức không. À, nó đề chứ nếu mà ra lối
sao nữa. Tao cũng ấp đi. Tao con đi. Thank you.